cả người đây. Đây là bẻ vú sữa. Đơn giản hả? Đây. Chính không? Nứt trên đường. Bỏ ở đây là vô đây cái mình hớt vô đây cái giật lắm. Đây là đồ nghề bẻ vú sữa. Tưởng tượng như vậy. Vậy. Đúng. À. À thấy à, đây. Đơn giản hả? Qua đường vậy. Dễ. Đây thành quả nãy giờ bé nãy giờ. Ha. Có bây giờ chế được cái đồ nghề bé chứ không mấy rồi đó. Bé là nó rớt không? Đào quá. Thôi bé ơi. Chứ sữa năm nay trái không được nhiều ha. Lúc trước trái nhiều lắm. Giờ bé quá. Ngon ha. Nói chung là làm chế cái này xài cũng được. Bẻ thì nó không có bị rớt. Rồi bây giờ tiếp bẻ một trái nữa. Trái đó cũng khó bẻ ha. Ôi nó dính. Nó dính cứng nó nổi như vậy luôn á. Dính cứng như vậy. Được, chín không? Chín, chín. Bóng lưỡng phải không? Thấy bóng. Đây. Bây giờ cũng được 4 trái rồi đó. Đây, mình tiếp tục đi. Cao quá. Cao quá hả? Cao quá, cao quá. Rất dũng. Được rồi. Thua. Xa quá không tới không? Ê, ê đâu được. Được. Thôi, bẻ cái nào gần gần đi, sẽ xa quá không tới. Thôi, gớt một công lụm. Gớt lại không? Rồi, giờ đây nè. Nổi không? Thì coi nó có nổi hay không nha. Chìm luôn rồi, chín. Tình hình là không thấy nó nổi rồi đó. Đó nó sôi tim lên kìa. Nổi rồi sống. Rồi bây giờ anh tôi lội xuống mò luôn. Đất này cát họ không có dính xịt. Đất cát hả? Không dính xịt hả? Nãy nó gớt chỗ này phải không? Đúng rồi, mò thử rồi sao? Kiếm rồi, gặp không? Ui đây nè, đây nè. Dễ vậy hả? Trời ơi, lình bình đâu có chìm. Nó chín rồi. Ngon ha. Bóng rồi nè. Trái này chín ngon ha. Đất không có xịt. Trời. Thịt gà cũng ngon ha. Rồi. Rồi bây giờ lên cây bẻ luôn. Chứ bây giờ nó cao quá rồi. Thôi đừng quay tao. Đây. Bây giờ mấy trái thì nó cao quá, cho nó phải dèo lên thôi. Đó. Không chín hả? Rồi thả xuống rồi. Rồi. Cái này nó cũng chưa chín lắm. Vú sữa nhìn cũng khó thấy ha. Thấy không? Đâu giờ cái nào đâu? Trên đó đó hả? Đồ trái bự á. Bé đi. Vô. Cũng người khó bẻ ha. Vô gì đó. Rồi. Ngồi ha. Rồi, đây là đẹp lên luôn. Này hà hiện tượng lạ. Này là bị dơi ăn. Dơi hả? Chín quá dơi ăn nè. Cái này là bị con dơi. Con dơi nó ăn hả? Rồi. Dơi chim gì nó ăn nè, cái này bỏ chứ tại để xuống coi chơi. Ăn đâu được.
dính quá, dính chín quá. Rồi rồi còn ở đâu không? Cao, cao quá, cao quá. Cái nào gần gần nhé bé. Hai trái luôn, hai trái cặp luôn thấy không? Dạ. Ờ. Đâu có vô cái hộp mình được. Nó hơi khó. Nó rớt á. Thôi gỡ lại, gỡ lại, gỡ lại. Một trái. Một trái gỡ lụm. À, để vị trí đó nghe. Rồi. Ồ, vậy nó vô không được đâu. À, có, vô không. Rồi, để nó hồi lụm. Hai trái. Rồi vị trí đó nghe. Ok. Quá. Nhìn sao để biết nó chín hay không chín? Nó bóng bóng nó đít đó. Bóng phải không? Láng láng. À. Lát bóng lụm rồi. Thấy có con trái chín hay gì kìa? Hai trái đầu mày, hai trái đầu. Đầu đầu. Sao bóng rồi? Phải không? Thôi bẻ trái bên đây chín đi kìa. Rồi cái nào? À, ngay ngay vị trí đó có con trái chín đi. Ồ. Đó. Đó đó, qua đó đó. Ủa anh kia hả? Thấy không? Ừ, đó đó, đó. Chín không? Chín không? Rồi trần hả? Sao thấy cái màu nó hơi đỏ đỏ đó? Bẻ bẻ xuống thử chín không? Gớt. Rồi. Gớt. Chưa, nó chưa, nó chưa vô, chưa vô. Đi xin lại. Đi gớt rồi, gớt. Đây nó chín á, cho nó chín rõ ràng luôn. Kiếm trái nào gần gần ngay xa quá móc được rồi. Cái này hả? Bóng mà thấy không? À, mình kiếm cái này chín đi, cái đó là chưa chín không? Không được đâu, gớt gớt không được, gớt gớt rồi nó ăn kia. Rồi mình móc tiếp trái trên đó đi. Rồi nè, rồi rồi thử chín rồi nha. Thấy nó đỏ đỏ rồi đó mà không biết chín không. Ồ quá, chín đỏ luôn. Ừ, chín đó, chín cái nữa đỏ luôn rồi ha. Bóng lưỡng luôn. Ủa, này quá chị ngon. Ngon. Ừ, chị ngon. Rồi xuống đi. Chín đỏ luôn. Xuống lượm mấy cái kia đi, cái chục trái nữa. Rồi rồi. Rồi bữa nay mình đi bẻ như đó được rồi. Đi xuống. Xuống lượm đi. Rồi bây giờ mình đi kiếm lại cái trái hồi nãy gớt đây. À, trái. Chỉ như đâu đây nè. Đó. Kìa. Chín quá. Chín quá đó. Ngon. Nè. Bóng. Bóng lưỡng rồi. Thấy không? Nứt. Nè. Ủa. À, chơi này nhai bông lưỡng. À giá này không gớt. Gớt như gớt chỗ này nè. Bể luôn. Gớt gớt đâu đây nè. Thì nó gớt anh hai. Ở dưới đó đó hả? Phải không? Cái trái đó là trái chín hồi nãy gì á. Nãy nó gớt đấy. Nó gớt đâu đây nè. Nó mờ mờ dưới trắng nón quá. Quay xong. Rồi. Bể phải đâu, không phải đâu. Phải hả? Chín không? Chín không? Chín không? Chín không? Chín không? Cái này nãy rớt. Cái đó ngon không? Rồi. Quá chín luôn. Cái này ngon nha. Đừng quay về kia. Cái này nó rớt 17 nè. Nó bỏ. Rồi lên nha. Rồi. Đây thành quả nè, cái trái này ngon nè, nó chín ngon luôn, nhưng mà nó gớt nó dập rồi, này chắc bỏ rồi chứ không ăn này. Bỏ rồi gớt này rồi bỏ ra ngoài hả? Đó khác luôn, trái chín chín vậy ăn mới đã, nó ngọt lắm. Đây thành quả nãy giờ nè. Rồi nè, thấy nhìn gì là biết chín rồi ha. Đúng lưỡng. Thì bữa nay về quê chơi. Đi xong rồi. À. Nay về quê chơi với đi bẻ vú sữa. Nhà có hai cây vú sữa. À. Thì năm rồi trái nhiều lắm, năm nay trái cũng hơi ít, không được nhiều. Đây cây nè. Có hai cây. Lúc ở bên kia còn cây nữa.
À, trái thì chỉ có hai cây này thôi. Đây gốc trái chính nha. Chính không? Hồi năm trước trái nhiều lắm, năm nay ít quá. Năm nay không ra trái không được nhiều. Đâu? Đâu đâu đâu. Đây là anh tôi. Cái cây này chín ngon lắm, nó chín mỏng vỏ lắm. Phải không? À, thấy không? Ờ cho nó lọt vô đi rồi mình hãy giật xuống nha. Chứ để giật sớm quá nó không gớt, nó gớt buồn lắm. Cho nó lọt vô trong cái vỏ này. Nó không được lọt nữa chứ. Chơi cách này. Ê! Rồi, bại rồi. Wow. Đây khi mà nó gớt xuống nó sẽ dập vậy đó. Ôi, vỡ nát rồi. Nó móc là mình phải móc cho nó cẩn thận. Nó chín rất là ngon. À, ăn tươi luôn. Ngon ha. Nè. Ừ. Này là không gớt vũ mình ăn được nè. Nè. Ăn dữ xịn. Ăn ngon ha. Vú sữa này là vú sữa nhà trồng. Rồi ăn thử ăn ngon không? Ngon. Còn ngay không? Quá mềm. Mềm tới vỏ luôn phải không? Nè. Vỏ mềm nè, chín tới vỏ luôn mềm nè. Mềm ngay luôn, ngay luôn. Cái này. Ngọt. Ăn thầm vậy ăn á. Lâu lâu về quê chơi. Hôm nay vú sữa ít hơn năm rồi nhiều lắm. Ngay luôn. Kiếm vòng vòng rơi còn trái nào không? Dính nhiều lắm á, trái nó mà cao quá. Cao lúc chừng trời. Cao quá hả? Đây đây đây, trời ơi. Nãy mới đi vô trong nhà chút xíu ra nó móc được mấy trái nữa nè. Giờ đây có một trái nữa. À cái trái đó vừa chín không? Đó, ngon ha. Bốc lưỡng luôn. Ok. Rồi, bốc lưỡng luôn, ngon quá. Rồi. Rồi coi còn trái nào nữa không? Thì cũng nhiều lắm rồi đó. Đấy bé cũng nhiều rồi đó. Rồi bây giờ tiếp tục là mình bẻ tiếp ha. Đâu rồi? Có hai hàng trái đó phải không? Gặp chín luôn. Mẹ đất rớt quá. Đưa cho nó vô cái lỗ đó rồi mình dịch xuống như vậy. Hai trái thì nó hơi cái nhược nó vô quá. Nó bọc. Này chắc phải chế lại cái đồ móc khác quá. Đây. Rồi, móc lại coi. Được không? Được không à, lấy gớt à. Được nữa rồi, thấy chưa? Trời ơi. Nè, vô sữa gớt tiếp. Thất bại, thất bại. Thôi đừng quay nữa. Thất bại, vì trắng quá chín. Thất bại quá. Rồi, móc tiếp rồi. Cho nó ngon thôi. Cái này ngon à. Chưa vô. Thất bại này nhiều quá. Sao vô đây? Có vú sữa nhà chồng bẻ ăn ngon lắm. Cái đầu móc này không nhiều quá rồi. Nó bị giục rồi kìa, nó nghiêng qua nghiêng lại á, mình sửa lại cái đi ha. Mình sửa lại đi. Mình sửa cái đầu móc lại đi rồi mình không móc tiếp. Cái ấy của nó thấp nó vắng rồi kìa, nó nhắn á. Ừ. Khó, nó khó móc không? Vô chứ. Ừ. Nó vô đó. Đó. Cho nó vô trong cái đó đi, mình hở móc sửa xuống, nó dễ hơn. Vô. Ừ. Học gớt. Này gớt xuống là nó hư, gớt xuống là nó hư rồi. Nó phải làm sao cho nó đừng có bị gớt. Rồi nó chín nó gớt á, thấy vậy là gớt á, không được đâu. Nãy ngon quá. Nãy giờ kiếm quá giờ thì
Cái này mình phải sửa lại cho nó vững vàng đi rồi mình hả móc chứ để móc nó rớt nữa chưa được đâu, để móc bị rớt á, không được đâu. Hai gớt này là chụp chụp dính. Nó gớt là chụp luôn à. Gớt rồi móc gớt xuống rồi chụp luôn. Chắc nó quay không kịp. Quá bông. Vô. Ngon lành em. Rồi chút xíu mình ăn cái vú sữa này thôi. Thấy nên nó chín hết rồi đó, ngon lắm. Chín rồi đó. Bốn lưỡng. Bóng bèo không? Rồi bóng lửa. Kết thúc. Rồi. Rồi mình đem vô mình ăn thôi. Rồi bây giờ mình ăn thôi. Wow. Rồi. Mềm mùi thấy không? Mềm không? Trong mềm mùi luôn. À. Ngon ha. Ừ. Rồi ăn thôi. Một gỗ luôn. Bây giờ ăn là thoải mái luôn rồi đó. Ừ, nè, ôi, trái này ở đâu vậy? Trái này không chín thì ơi, trái này hư rồi. Ừ, chín đó. Rồi, trái đó chín rồi chứ. Thôi đem chân cho ba ăn chuyện dĩa đi. Sữa mà không đâu, dĩa. Đây, đây, đây. Ngon, rồi. Mềm. Rồi, ngon ngon nha. Rồi, ok. Ngon lành nha. Mới rõ luôn. Ngọt quá mà. Rồi, vậy thôi, video mình tới đây kết thúc nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Đây là cái sữa đó. Rồi mình kết thúc video tại đây nha. Về quê không khí rất là thoải mái. Chứa mà vợ bác còn rồi. Ừ. Không. Bây giờ không sao không lại đâu. Chết bữa cãi phun cái này chứ. Lên quá. Đây là vườn cải của anh tôi. Này cũng ăn xong rồi. Ăn rồi bây giờ nói chung là giống như cải già đó. Có bông rồi. Sâu rồi, không? Kết thúc video ha.